Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, V-League 2020 đang vào hồi gay cấn, kịch tính chưa từng thấy ở trong lịch sử khi mà ở nhóm tranh ngôi vô địch đang chứng kiến những màn rượt đuổi nghẹt thở, còn cuộc chiến trụ hạng thì vẫn cực kỳ khó lường. Mới đến phút thứ 36 của trận đấu ở trên sân Tam Kỳ, cả Quảng Nam và Dược Nam Hà Nam Định chỉ còn 10 người ở trên sân. Đội chủ nhà KB bị thẻ đỏ trực tiếp do lỗi cản phá pha tấn công nguy hiểm của đối phương. Còn đội khách thì lão tướng Phùng Văn Nhiên bị mắc sai lầm trong vòng cấm cho nên lãnh thẻ vàng thứ hai. Đó là hai tình huống nóng nhất trong vô vàn những tình huống nóng khác ở trận cầu sinh tử giữa hai đội bóng thuộc nhóm cầm đèn đỏ. Liệt kê những chi tiết này đủ để thấy là khi vào thế cùng đường thì bản năng sinh tồn sẽ khiến người ta trỗi dậy mạnh mẽ như thế nào. Quảng Nam đã vào cuộc với tất cả những gì mình có, điều mà đáng lẽ họ phải làm ngay từ giai đoạn 1 chứ không phải chờ đến thời điểm mà số phận chỉ mành treo chuông như bây giờ. Mấp mé cửa tử, bàn mở tỷ số từ chấm phạt đền của Đinh Thanh Trung và bàn ấn định chiến thắng 2-0 của Hà Minh Tuấn đã kéo Quảng Nam trở lại với cửa sinh, bởi như nếu thua ở trận này thì Quảng Nam chính thức xuống hạng. Quảng Nam cũng cực kỳ may mắn khi mà đáng nhẽ ra Dược Nam Hà Nam Định đã có thể gỡ hòa 1-1, thế nhưng bàn thắng hợp lệ của Raifan Sơn đã bị trọng tài Ngô Duy Lân và trợ lý Đức Tuấn tước bỏ một cách oan ức bởi vì anh và đồng đội chưa hề rơi vào thế việt vị. Xem lại băng ghi hình, ngoại binh của Dược Nam Hà Nam Định đã ghi bàn hợp lệ. Phát biểu sau trận đấu này, huấn luyện viên Phạm Hồng Phú rất bức xúc và khẳng định rằng trọng tài đã quá sai. Còn huấn luyện viên Thành Công thì phát biểu một cách mềm mại là tôi không có thói quen đổ lỗi cho trọng tài. Cái gì xảy ra ở trên sân thì phải chấp nhận như vậy. Mặc dù vẫn đứng ở cuối bảng thế nhưng mà Quảng Nam vẫn chưa hoàn toàn hết cơ hội trụ lại V-League ở mùa sau. Nút thắt trụ hạng đã được cởi bỏ nhờ chiến thắng quý giá này. Tâm lý của chính ban huấn luyện và cầu thủ sẽ bớt nặng nề hơn. Còn nước còn tát, Quảng Nam vẫn chưa buông bỏ hy vọng. Chặng đường ít ỏi còn lại của V-League trở nên đáng xem hơn bao giờ hết, bởi cũng ở trận cầu sinh tử khác vào tối ngày hôm trước, cú đúp của Mpande đã giúp cho chủ nhà Hải Phòng đánh bại Thanh Hóa. Cục diện trụ hạng vì thế là rất khó lường. Tính đến thời điểm hiện tại, khi mà giai đoạn 2 của nhóm B vẫn còn 2 vòng đấu nữa, khoảng cách điểm số giữa 3 đội cuối nhóm này đã được thu hẹp lại với Dược Nam Hà Nam Định là 17 điểm, Hải Phòng là 16 điểm, Quảng Nam là 12 điểm. Với tình thế này, dù không có quyền tự quyết ở trong tay, Quảng Nam vẫn đẩy màn đối đầu giữa Dược Nam Hà Nam Định và Hải Phòng ở vòng 4 vào ngày 25 tháng 10 vào thế một mất một còn. Đội nào thắng ở cặp đấu này thì chắc chắn là sẽ trụ hạng. Cũng ở vòng 4 giai đoạn 2, Quảng Nam sẽ phải tiếp tục chiến đấu đến cùng với hy vọng quật ngã SHB Đà Nẵng và chờ đợi Dược Nam Hà Nam Định thắng được Hải Phòng. Nếu như thỏa mãn cùng lúc hai điều kiện này thì Quảng Nam sẽ một lần nữa bước vào màn sinh tử với Hải Phòng ở cùng ngày 31 tháng 10, quyết định ai sẽ xuống hạng nhất ở mùa giải sau. Còn nếu như Dược Nam Hà Nam Định thua Hải Phòng ở áp chót thì vòng thứ 5 Quảng Nam sẽ phải vừa thắng Hải Phòng vừa phải chờ đợi Dược Nam Hà Nam Định thua Sông Lam Nghệ An, đội mà đã thua SHB Đà Nẵng với tỷ số 0-2 vào tối ngày hôm trước. Nếu như đánh bại Quảng Nam ở vòng đấu tới, SHB Đà Nẵng sẽ gửi đi thông điệp rất mạnh mẽ về sự trong sáng và tính minh bạch của V-League. Nghi ngờ về một cuộc giải cứu lại dấy lên sau trận thua oan của Nam Định trước Quảng Nam ở vòng 3 nhóm B hôm 19 tháng 10. Phút 75 trận đấu này, Raphael Sơn đã dứt điểm tung lưới Quảng Nam, thế nhưng bàn thắng đã không được công nhận. Trợ lý Đức Tuấn đã phất cờ báo việt vị và trọng tài FIFA Ngô Duy Lân lập tức từ chối bàn thắng cho Nam Định. Băng ghi hình đã cho thấy đây là sai sót nghiêm trọng của trợ lý Đức Tuấn. Ông Tuấn đã bị kỷ luật treo cờ cho tới hết giải, trong khi trọng tài FIFA Ngô Duy Lân thì cũng không được phân công làm nhiệm vụ ở trong vòng đấu sắp tới. Trên bảng xếp hạng, Nam Định đang có 17 điểm xếp ở vị trí thứ 12, hơn Hải Phòng 1 điểm và Quảng Nam đến 5 điểm. Ở lượt trận đấu tới thì Nam Định gặp Hải Phòng, còn Quảng Nam thì đối đầu với người anh em SHB Đà Nẵng. Theo lẽ thường lâu nay ở V-League, nhiều người sẽ dễ dàng dự đoán rằng SHB Đà Nẵng đã chắc suất trụ hạng cho nên dễ để mất điểm trước Quảng Nam. Thế thì liệu rằng có xảy ra một kịch bản như sau hay không? Tức là SHB Đà Nẵng trận tới sẽ tung lực lượng mạnh nhất vào sân, thi đấu quyết liệt để giành chiến thắng trước Quảng Nam. Với tài cầm quân của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức, thực lực và phong độ hiện thời của SHB Đà Nẵng, chuyện đội bóng sông Hàn đánh bại Quảng Nam là hoàn toàn trong tầm tay. Khi đó thì cho dù Quảng Nam xuống hạng thì có lẽ cả V-League và đặc biệt là Bầu Đức sẽ phải nghĩ lại về mối quan hệ rích rắc giữa các đội bóng được cho là có liên quan tới Bầu Hiền. Đây cũng là dấu chấm hết cho những bàn tán về câu chuyện 5 thằng ốm đánh một thằng mập cũng chết của Bầu Đức đã từng nói ra ở mùa giải trước. Bầu Hiền nhiều lần từng khẳng định rằng không can thiệp vào các trận đấu giữa những đội bóng liên quan và lần này có lẽ sẽ vẫn là như vậy.
hẳn là huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức và các học trò sẽ ý thức được trách nhiệm của mình, đặc biệt là trong bối cảnh bị dư luận soi rất kỹ ở trận đấu sắp tới trên sân Tam Kỳ. Những trận đấu cuối của V-League tỏ ra rất căng thẳng và hấp dẫn, tuy nhiên ở đấy lại còn tồn tại những kẻ giấu mặt. Việc đẩy một số trụ cột sang Hải Phòng sau khi trụ hạng đã tạo hồ nghi rằng Quảng Ninh sẽ từ bỏ cuộc đua ở V-League 2020, thế nhưng thực tế là họ đang là một ẩn số lớn nhất. Không có gì đáng để kỳ vọng ở đội bóng đất mỏ sau khi giai đoạn 1 khép lại, họ hòa 2 trận liên tiếp sau khi V-League tái đấu lần 2. Trước đó nữa, họ cũng chỉ thắng 2 trận khi đối đầu với các đội thuộc nhóm trụ hạng là Đà Nẵng và Sông Lam Nghệ An. Thế nhưng ngay ở đầu giai đoạn 2, chiến thắng 3-0 trước BKMX Bình Dương đã mang đến một thông điệp đáng sợ từ Quảng Ninh cho các đội nuôi tham vọng vô địch. Từ lúc lên V-League vào năm 2014, không tính mùa đầu tiên khi còn non nớt và không đủ tiềm lực tài chính, Quảng Ninh luôn có mặt ở trong top 5 qua 5 mùa bóng liên tiếp gần nhất. Năm ngoái thì họ còn đạt thành tích tốt nhất khi mà về 3 chung cuộc. Xét về độ ổn định trong cùng thời gian thì chỉ có Hà Nội FC là tốt hơn họ. Với kinh nghiệm ấy, cách thức làm bóng đá tương đối bài bản, chuyện Quảng Ninh có tuyên bố vô địch có lẽ cũng chẳng khiến ai phải ngạc nhiên. Nhưng cũng vì vậy mà bất ngờ mới xảy đến khi mà họ đổi lực lượng một cách mạnh mẽ vừa qua. Nhưng có vẻ như Quảng Ninh có cách tính toán khác. Lấy 2 trận đấu với Bình Dương diễn ra ở trên sân Cẩm Phả gần đây làm ví dụ. Trận đầu tiên ở vòng 12 giai đoạn 1, hai đội hòa nhau 2 đều khi mà Quảng Ninh sút cầu môn nhiều thế nhưng không đạt hiệu quả cao. Ở trận tái đấu thuộc vòng 1 giai đoạn 2, đội chủ sân Cẩm Phả chỉ 4 lần sút bóng trúng hướng cầu môn nhưng đã ghi tới 3 bàn và giữ sạch được lưới. Đây là trận thứ 2 liên tiếp hàng thủ của Quảng Ninh không nhận bàn thua nào sau trận đấu với Sài Gòn FC ở cuối giai đoạn 1. Có thể thấy là việc đẩy các cầu thủ ở trên hàng tấn công đi nơi khác cũng không làm ảnh hưởng đến lối chơi mà huấn luyện viên Phan Thanh Hùng mong muốn. Quảng Ninh tập trung nhiều hơn vào việc gia cố các điểm yếu ở hàng phòng ngự. Trong khi đó, họ đang có trong tay 7 chiến thắng, ngang với Sài Gòn FC và Viettel. Khoảng cách với hai đội bóng xếp trên cũng chỉ là hơn thua một trận thắng. Việc chỉ gặp Sài Gòn FC, Viettel và Hà Nội ở 3 vòng cuối giai đoạn 2 có thể xem là thuận lợi cho thầy trò huấn luyện viên Phan Thanh Hùng. Trận kế tiếp họ sẽ gặp Hà Tĩnh, sau đó về sân nhà đá liền 2 trận gặp Hoàng Anh Gia Lai rồi Thành phố Hồ Chí Minh. Theo một kịch bản thuận lợi thì sau 3 trận này Quảng Ninh sẽ có thêm ít nhất là 2 trận thắng để chắc chắn giữ một chỗ trong top 3 trước khi đá các trận chung kết với những ứng cử viên nặng ký nhất. Khi ấy thì mọi điều đều có thể xảy ra. Sự âm thầm của Quảng Ninh khiến cho cuộc đua vô địch thêm phần kịch tính. Nó khiến cho người ta nhớ đến câu chuyện của SHB Đà Nẵng vào năm 2012 và Quảng Nam vào năm 2017. Đó là những đội bóng vẫn bị cho là có quan hệ với Hà Nội của Bầu Hiển. Quảng Ninh cũng từng bị xếp vào nhóm mà người ta hay gọi là Liên minh 5 đội. Sau khi Sài Gòn FC được Bầu Hiển chuyển cho chủ mới, thì Quảng Ninh được kỳ vọng là sẽ nối bước SHB Đà Nẵng và Quảng Nam để vô địch. Vì thế biết đâu đây sẽ là thời điểm tốt nhất để cho đội bóng đất mỏ vươn lên đến vinh quang. Công bằng mà nói thì cũng chẳng có đội bóng nào đủ tự tin để có thể vỗ ngực tự coi mình là mạnh hơn Quảng Ninh ở thời điểm hiện tại. Sài Gòn FC có chiến thắng thứ 7 ở trong mùa trước Hà Tĩnh, thế nhưng thầy trò ông Vũ Tiến Thành phải nín thở đến tận phút cuối mới biết chắc chắn rằng họ có chọn 3 điểm. Sài Gòn FC để cho Hà Tĩnh, đội bị xem là yếu nhất ở trong top 8, 18 lần sút cầu môn so với 12 lần của họ, trong đó có đến 9 lần là bóng đi đúng hướng. Nếu như thủ thành Phạm Văn Phong không chơi tuyệt hay thì Sài Gòn FC đã bị chia điểm. Viettel có thắng đậm trước Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số 4-1, nhưng đó là trận đấu mà đối thủ của họ chơi rất tầm thường. Cầm bóng nhiều nhưng không tạo được đủ áp lực lên khung thành của Viettel, đội bóng phố núi nhận các bàn thua từ những tình huống không quá nguy hiểm. Phong độ hiện nay của Sài Gòn FC lẫn Viettel đều khó có thể nhỉnh hơn được Quảng Ninh. Chỉ duy nhất có Hà Nội FC vẫn là đối thủ mà mọi đội bóng nếu như muốn vô địch thì vẫn phải đánh bại. Khi mà Nguyễn Quang Hải đã trở lại với chính mình, cho dù các đối thủ có từ bỏ sở trường để dồn hết sức cho phòng ngự giống như là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã làm ở trận đấu vừa qua, thì chỉ có thể trì hoãn chứ không thể nào ngăn chặn được những đòn kết liễu của đội bóng đương kim vô địch. Hai trận đấu ở nhóm A vào ngày hôm qua cũng đã để lại những cảm xúc trái ngược cho khán giả. Không còn tham vọng lọt vào top 3, nhưng chí ít Hoàng Anh Gia Lai cũng nên biểu lộ một thái độ, cần một thái độ tích cực chứ không phải kiểu đá cho xong như trận làm khách ở trên sân Cẩm Phả. Tiêu chí của Bầu Đức đặt ra là đá cho vui cũng không được Hoàng Anh Gia Lai làm tử tế. Cất đến hơn nửa đội hình chính và chỉ tung ra những cầu thủ dự bị, Hoàng Anh Gia Lai gây thất vọng lớn cho người xem bởi lối đá thiếu lửa, nhạt nhẽo, thiếu sức sống. Thất bại với tỷ số 1-3, đội bóng con cưng của Bầu Đức chấp nhận đứng ở vị trí thứ 7 với 20 điểm. Trong khi đó ở sân hàng đẫy, Bầu Hiển đã vô cùng mãn nguyện khi mà đội bóng do ông đầu tư nuôi nấng đã thắng đẹp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với tỷ số 1-0.
đội trưởng Văn Quyết lại ghi dấu ấn đậm đà với một pha lập công chuẩn mực, đem đến kết quả làm tọa nguyện từ ông bầu cho đến ban huấn luyện và khán giả. Không những thế, với chiến thắng 1-0, đội Hà Nội còn xuất sắc vươn lên vị trí thứ 2 với 29 điểm, chỉ còn kém Viettel 2 điểm và đẩy Sài Gòn FC xuống thứ 3. Nói V-League hay đến phút cuối chính là vì như thế. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Rồng Vàng Bóng Đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.